Thưa quý vị và các bạn, xác định tiếp xúc cử tri là hoạt động quan trọng của Hội đồng Nhân dân các cấp, là cầu nối giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân với cử tri và cơ quan quản lý nhà nước. Qua hoạt động tiếp xúc cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân báo cáo kết quả hoạt động, thông tin về tình hình kinh tế xã hội của địa phương và lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri về những vấn đề quan tâm tại các địa phương, đơn vị. Thời gian qua, Hội đồng Nhân dân huyện Hà Quảng đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và chương trình công tác đã đề ra. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tiếp xúc cử tri trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Hội đồng Nhân dân huyện Hà Quảng đã chủ động đề ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân, nhất là việc đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri. Thời gian qua, hoạt động tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện được thực hiện thường xuyên, kịp thời, trước và sau kỳ họp thường lệ hàng năm. Sự phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử tri giữa các tổ đại biểu và các đại biểu với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, chính quyền địa phương ngày càng được chặt chẽ, phương thức tiến hành ngày được cải tiến khoa học và hiệu quả hơn. Đa số ý kiến kiến nghị của cử tri được các cơ quan chức năng và đại biểu đối thoại, giải trình đầy đủ, có phương hướng giải quyết cụ thể tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Số còn lại được tiếp thu tổng hợp đầy đủ và báo cáo tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện luôn quan tâm, chỉ đạo các tổ đại biểu chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương thường xuyên đổi mới phương thức, nội dung tiếp xúc cử tri. Tiếp xúc cử tri là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của đại biểu Hội đồng Nhân dân và cũng là cái hoạt động mang tính bắt buộc được quy định tại luật tổ chức chính quyền địa phương cũng như là trong cái luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Thì hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng như trong năm 2022 thì cũng đã được Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện quan tâm, đặc biệt quan tâm đến công tác chỉ đạo để tiếp xúc cử tri. Thứ nhất là Hội đồng Nhân dân là trong năm 2022 thì cũng đã đổi mới cái phương pháp, phương thức hoạt động để tiếp xúc cử tri. Trong đó thì cũng đã thứ nhất là đổi mới về cái phương thức hoạt động, đặc biệt là đối với những cái đổi mới về thời gian, linh hoạt đấy, phù hợp với từng điều kiện thực tế của địa phương cũng như là từng cái thời điểm, như đặc biệt là như đối với cái tình hình dịch bệnh COVID xảy ra trên địa bàn thì các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện là không thể tiếp xúc cử tri với cử tri được. Thì qua đó thì mà các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện cũng đã phát phiếu lấy ý kiến nhân dân bằng phiếu, sau đó tổng hợp. Cái vấn đề thứ hai nữa thì Hội đồng Nhân dân huyện cũng đã tích hợp tiếp xúc cử tri ba cấp, hai cấp, cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, thì để cái giảm cái thời gian, tiết kiệm thời gian cho bà con nhân dân, cho cử tri. Cái thứ ba nữa thì trong tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng huyện thì luôn chủ động là gợi mở các vấn đề để cho cử tri tham gia phát biểu, để cho cử tri tham gia phát biểu, làm sao cho cử tri phát biểu đúng trọng tâm, trọng điểm. Thì trong cái những vấn đề cử tri tham gia phát biểu ấy thì cũng đã thu thập được rất nhiều cái ý kiến phải nói rằng là chất lượng, qua đó định hướng cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện là thảo luận cũng như là quyết định những vấn đề quan trọng tại kỳ họp. Trong năm 2022, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện phối hợp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức cho các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện triển khai thực hiện được 4 đợt tiếp xúc cử tri tại 21 xã, thị trấn. Kết quả có 3.545 lượt cử tri tham dự, tiếp thu và tổng hợp được 266 ý kiến, kiến nghị cử tri.
Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tổng hợp gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết. Các ý kiến còn lại thuộc thẩm quyền cấp xã đã được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trực tiếp trao đổi, tiếp thu, giải trình thỏa đáng các ý kiến kiến nghị của cử tri. Để tiếp xúc cử tri, các đại biểu cũng đã dành rất là nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị các điều kiện để tham gia đầy đủ các hoạt động tiếp xúc cử tri tại cơ sở, rồi là trực tiếp lắng nghe, ghi chép một cách khách quan, công bằng, đầy đủ, rồi lại phối hợp với lại đơn vị cơ sở, ví dụ như là Mặt trận Tổ quốc, rồi Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp xã, để chắt lọc tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri để gửi các cấp theo thẩm quyền. Những nội dung là thuộc cấp xã để chắt lọc về xã, phần nào liên quan đến huyện, đến cấp trên thì gửi đến huyện, sau đó huyện mới tiếp tục chắt lọc. Những nội dung thuộc thẩm quyền cấp tỉnh thì chúng tôi tổng hợp gửi cấp tỉnh. Thứ nữa là các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện thì cũng đã chủ động phối hợp với cơ sở để thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Hoạt động tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã được thực hiện cơ bản, đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện của địa phương. Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức khoa học, đúng nội dung trình tự. Trong quá trình tổ chức tiếp xúc, đều có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các cơ quan chuyên môn cùng tham dự và trực tiếp trả lời, giải trình các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết. Do đó, phần lớn các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được xem xét trả lời ngay tại buổi tiếp xúc cử tri. Các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tham gia đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại biểu của mình. Qua các đợt tiếp xúc cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tích cực hoạt động, thể hiện trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đại đa số đại biểu Hội đồng Nhân dân nắm vững và vận dụng tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, gần gũi quần chúng để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và phản ánh trung thực với Hội đồng Nhân dân tại các kỳ họp. Đây chính là cầu nối giữa người đại biểu với cử tri, là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Bởi chỉ có gắn bó với cử tri, sâu sát với thực tiễn, Hội đồng Nhân dân mới nắm bắt được những vấn đề bức xúc, những tâm tư nguyện vọng của cử tri, từ đó có ý kiến kịp thời với các cấp, các ngành. Nhiều nỗ lực của đại biểu Hội đồng Nhân dân đã được thực hiện trong thời gian qua nhằm tăng cường mối quan hệ thân thiết này. Đó là đổi mới tiếp xúc cử tri. Các cuộc tiếp xúc được tổ chức sát với đối tượng và địa bàn dân cư. Hoạt động tiếp công dân, thực hiện quy định lãnh đạo chủ chốt của địa phương tham gia tiếp công dân được triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo quy định. Sau khi tiếp công dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân bàn bạc thống nhất báo cáo tại kỳ họp. Sau kỳ họp, trả lời kịp thời với các cử tri, tổ chức triển khai, phân công, trách nhiệm, cụ thể cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện, góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và củng cố chính quyền ngày càng vững mạnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện trong những năm qua còn có một số hạn chế cần được khắc phục như: một số đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện do kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác theo chức năng nhiệm vụ, chất lượng và hiệu quả hoạt động chưa cao. Việc theo dõi, giám sát, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri chưa chặt chẽ, thiếu đôn đốc nên một số vụ việc còn tồn đọng kéo dài, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng cơ bản, đường giao thông. Hình thức tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri chưa phong phú, đa dạng, phần lớn các ý kiến kiến nghị của cử tri chủ yếu tập trung vào các vấn đề cụ thể của địa phương hoặc chủ yếu đề nghị
cấp trên bố trí hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản tại địa phương, xem xét bổ sung mức hỗ trợ thuộc một số cơ chế chính sách đặc thù, các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức. Số ý kiến tham gia vào nội dung chương trình kỳ họp chưa nhiều. Thì vấn đề hoạt động tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Hà Quảng thì còn gặp một số cái khó khăn vướng mắc. Cái khó khăn đầu tiên ấy, phải nói đến rằng là sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cũng như là tổ xóm, tổ dân phố thì trên địa bàn huyện thì đơn vị hành chính thì nó rộng, dân thì thưa thớt, sống rải rác, cho nên ấy cũng gặp nhiều khó khăn trong vấn đề tiếp xúc cử tri. Cái thứ hai nữa ấy, thì tiếp xúc cử tri thường là tiếp xúc cử tri là theo quy định ấy, là trước kỳ họp và sau kỳ họp. Tuy nhiên ấy thì cũng rất khó khăn, bởi vì ấy thì tiếp xúc cử tri theo cái kỳ họp thường lệ là thường vào vụ mùa của bà con nhân dân, cho nên là cử tri cũng bận, cho nên là chưa tham gia được nhiều. Chủ yếu là đại diện các cử tri để mà tham gia thôi. Đấy cũng là một cái khó khăn bất cập. Còn cái một vấn đề khó khăn nữa thì là phải nói rằng là ở đây cũng là một cái khó khăn. Thì đối với cái ý kiến kiến nghị của cử tri ấy, hầu hết là chủ yếu là quan tâm đến cái đề nghị nhà nước hỗ trợ xây dựng cơ bản điện, đường, trường, mương thủy lợi v.v. Cử tri chưa quan tâm nhiều đến những cái ý kiến mang tính trọng tâm trọng điểm về phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Qua đó thì cũng ảnh hưởng đến cái công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Từ thực tiễn hoạt động tiếp xúc cử tri thời gian qua, để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tiếp xúc cử tri trong thời gian tới, ngoài việc khắc phục những hạn chế bất cập trên, các giải pháp khắc phục cần được thực hiện đồng bộ. Trong đó chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, tổ chức tập huấn về kỹ năng tiếp xúc cử tri cho đại biểu Hội đồng nhân dân như kỹ năng chuẩn bị báo cáo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng tổng hợp, giải trình, tiếp thu để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Thời gian tới, thứ nhất là về cơ sở vật chất, hiện nay huyện cũng đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn từ các xã trên cơ sở tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri liên quan đến cơ sở vật chất về xây dựng nhà văn hóa xóm, thì hiện nay chúng tôi cũng đã chỉ đạo và cải tạo dần, bố trí dần nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia để mở rộng, ưu tiên các xóm sáp nhập để mở rộng nhà văn hóa, để các hoạt động của xóm, trong đó hoạt động tiếp xúc cử tri để đảm bảo cử tri được ngồi đầy đủ hơn. Thứ hai nữa là chúng tôi chú trọng đến công tác phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ cấp huyện đến cấp xã, rồi tổ đại biểu cũng phối hợp chặt chẽ với lại xã để lựa chọn cái địa điểm tiếp xúc cử tri cho phù hợp, trực tiếp đến từng xóm. Chúng tôi từ đây từ lúc nhiệm kỳ mới đến cuối nhiệm kỳ thì tất cả các xóm đại biểu được ứng cử tại xã đấy phải tiến hành tiếp xúc cử tri đến tất cả các xóm và nghe trực tiếp cử tri của xóm có ý kiến, không phải là cứ nghe đại diện cử tri mà trực tiếp các cử tri để phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri. Nên chúng tôi cũng đang chỉ đạo và đang tiến hành cái nội dung đến trực tiếp các xóm, cũng xoay vòng dần dần với mục tiêu là đến hết tất cả các xóm. Là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân địa phương, việc liên hệ chặt chẽ với cử tri là trách nhiệm của mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân. Tiếp xúc cử tri là hình thức cơ bản nhất
quan trọng nhất để đại biểu Hội đồng Nhân dân giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri. Việc không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri góp phần vun đắp niềm tin của cử tri vào vai trò trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng Nhân dân. Chuyên mục tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.